đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là một mẫu bàn tròn sofa bệt hay là bàn tròn để uống cà phê với decor là chân gỗ xoài tự nhiên rất là chắc chắn. Bề mặt được phủ melamine chống trầy xước, hết sức là sáng bóng và các bạn có thể sử dụng rất là sạch sẽ luôn. Với những màu sắc rất là tinh tế, các bạn có thể tha hồ lựa chọn cho mình một chiếc bàn như thế này. Về chúng ta rất là dễ lắp ráp, decor trang trí cho khu vực phòng khách hay là khu vực đọc sách, phòng ngủ đều rất là hợp lý nha các bạn. Với phương châm là tìm kiếm những cái shop bán hàng uy tín với chất lượng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý, gửi thông tin đến cho khách hàng thì mình đã sàng lọc trên các sàn thương mại điện tử. Đây là một shop yêu thích trên Shopee, bán dòng sản phẩm này được đánh giá là 4.9 sao với 5.000 sản phẩm đã bán rồi các bạn. Giá của sản phẩm là 65.000 cho đến 171.000 một cái chiếc bàn như thế này. Ví dụ như các bạn chọn một chiếc bàn có chiều cao 40 cm và màu vàng thì sẽ có mức giá là 165.000. Nhưng nếu các bạn chọn một chiếc bàn chiều cao 50 cm với màu vàng thì mức giá là 180.000. Giá nó dao động, nó tùy thuộc vào cái size của sản phẩm. Và cái kích thước của mặt bàn là 60x60 cm, các bạn có thể tha hồ sử dụng, cũng khá là rộng rãi thoải mái luôn nha. Mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng nè. Bàn đẹp, lắp xong bê khá nhẹ nhưng lúc chưa lắp, bê lên nhà thì nặng. Shipper 2 lần không gọi vẫn báo là giao hàng không thành công. Nhưng may là shop rep tin nhắn nhanh và giải quyết nên là vẫn cho shop 5 sao. Đây là một cái hình ảnh thực tế mà khách hàng đã quay gửi về nè các bạn. Một chiếc bàn khá là xinh luôn nha. Bàn đẹp, giống mô tả, gối cẩn thận, chân bàn hơi cao, đơn trước thì đặt mỗi chân bàn nên giờ thay vào là vừa xinh, shop nhiệt tình. Đó, các bạn thấy một chiếc bàn màu vàng rất là dễ thương nè. Đẹp quá. Bàn xinh lắm nhé, dễ lắp ráp. Đây. Đó, chiếc bàn để ở phòng khách nhìn quá là dễ thương luôn các bạn. Đối với cái dòng sản phẩm này, ở shop này thì hiện đang có 4 màu là màu trắng, màu vàng, màu vân gỗ và màu đen nha các bạn. Tùy theo cái nhu cầu của mình, các bạn có thể chọn cho mình một cái mẫu màu mình cảm thấy ưng ý nhất nha. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng, hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới phần mô tả các bạn nhé. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.